Audio Jungle. Chào bà con, thì đây là cái mô hình mà trồng tiêu sen cà phê bơ búp và sầu riêng của anh Sơn ở Buôn Hồ Đắk Lắk. Thì qua clip này mình quay cho bà con xem về anh sử dụng hoàn toàn là thuốc sinh học và một số chế phẩm sinh học của Nhật, thì làm cho cái tiêu chúng ta rất là sai và đạt năng suất rất là cao đó. Các bạn xem mình quay rất là cụ thể. Thì với mô hình này anh thu lãi rất là cao, nói chung là thu nhập tiền tỷ trên một năm, vừa tiêu vừa cà phê bơ búp và cà phê. Thì với vườn tiêu này bà con xem á, trái rất là đều, xanh đẹp. Mình sẽ quay hết cho bà con xem về cái quy trình của những cái vườn tiêu này. Nó sử dụng cái sản phẩm Nhật để phun cái đẹp trái, bông trái, chống rụng trái và bông lá đổ gốc cho cây tiêu. Nói chung mà cà phê cũng thế. Đây quay rất là thực tế bà con xem, thì vườn này là vườn thí điểm nhất mà dùng sản phẩm sinh học bên mình. Thì hiện nay nông dân bà con chúng ta thì tập trung xen canh, thâm canh tất cả loại cây, thì nó hiệu quả rất là cao so với chúng ta trồng rặt hết. Nếu chúng ta trồng rặt hết tiêu á, thì rủi ro nó cũng rất là cao so với năm 2017 chúng ta. Thì giá thành nó rất là thấp, chỉ dao động từ 70 đến 100 nghìn đồng. Thì giá nó thấp so với mọi năm dao động từ 80 đến gần 200 nghìn. Thì lúc đó bà con sản lượng của chúng ta rất là nhiều. Nhưng đối mặt với trồng cây tiêu thì cái sản lượng mà bệnh chết nhanh chết chậm của nó rất là rủi ro cũng cao. Nên mình cũng khuyên bà con với mô hình này để bà con tham khảo á, vừa tiêu vừa cà phê, vừa bơ vừa sầu riêng, mảng cầu, nói chung là hết vườn này nói chung là đủ là cây á, nên chúng ta có thu quanh năm hết thì cũng có, sẽ không có được cái rủi ro. Thì qua cái vườn này mình quay để bà con xem và tham khảo về cái mô hình mà sử dụng thuốc sinh học của bên trái cây thơm mùa lắc để bà con xem. Nó quay rất là cụ thể, chuỗi nào rất là đều, xanh là đẹp, tiêu rất là xanh. Mình sẽ quay hết đám để con xem, để tránh tình trạng một số bà con chúng ta nói là lựa những cây đẹp quay, nhưng mà riêng đám tiêu này 100 cây đều hết 100 cây, hầu như cây nào cũng trái rất là xanh đều đẹp, chuỗi từ gốc trên, chuỗi rất là nhiều, núp trong lá rất là nhiều đó. Mình sẽ dạy con thì trái cũng không có răng thưa cưa luôn. Thì với vườn tiêu này em phun canxi bo rất là đẹp, chuỗi rất là dày, nói chung sản lượng rụng rất là hiếm đó. Con xem đó. Ở trụ nào đó, chung là trồng với mô hình này thì anh Sơn trồng kết hợp với trụ sống, là trụ mù. Vì kêu là cà phê, thứ hai là cà phê nói chung năm nay sản lượng cà phê ở Đắk Lắk chúng ta rất là sai, và giá thành thì cũng rất là được, cũng chung dao động trên 40.000 là bà con chúng ta đã vui rồi. Thì qua đó, qua clip này mình quay hết vườn cho bà con xem. Thì công tác mà đối với cây tiêu, bà con chúng ta nên có chế độ thoát nước tốt nè. Thứ hai nữa là phòng bệnh chết nhanh chết chậm, để cho chúng ta tránh tình trạng mà mưa nhiều ngập úng á, như ở clip khác mình quay bà con xem á, thì tình trạng này rất là phổ biến. Thì qua clip này mình cũng quay lại bà con xem để tham khảo những mô hình của bà con nông dân chúng ta thực tế. Thì qua clip này bà con vui lòng đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả các video tiếp theo của bên trái cây thơm mùa Đắk Lắk cũng như ở clip khác. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi.
Thank you.